Thưa quý vị, sáng nay, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung dinh đồng chủ trì buổi làm việc của Thường trực Thành ủy với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố về tình hình thực hiện kế hoạch năm 2020, định hướng triển khai nhiệm vụ năm 2021. Trong năm 2020, Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng và cấp ủy 4 chi bộ đã bám sát chủ trương của Thành ủy nghị quyết của đảng bộ khối, nghị quyết của đảng ủy sở, nỗ lực phấn đấu và từng bước khắc phục, tháo gỡ khó khăn, vướng mắt để triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, hoàn thành xuất sắc 3 nhiệm vụ trọng tâm, hoàn thành sớm và đúng hạn 20 trên 20 nhiệm vụ do Ủy ban Nhân dân thành phố giao. Đối với các nhiệm vụ chuyên môn, sở đã tiếp nhận hơn 19.000 văn bản đến và hơn 4.700 văn bản đi, tiếp nhận và xử lý hơn 26.600 hồ sơ một cửa. Tập thể đảng ủy, lãnh đạo sở đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc tinh giản biên chế theo đúng tinh thần nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị. Đồng thời, thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của các phòng chuyên môn thuộc sở và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Qua nghe các ý kiến, báo cáo, Bí thư Thành ủy Nguyễn, Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao những kết quả đạt được trong thời gian qua của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, góp phần đưa kinh tế xã hội Đà Nẵng tiếp tục có những bước phát triển mới. Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế tồn tại trong công tác xây dựng đảng cũng như công tác chuyên môn của đơn vị, nhất là các vấn đề nâng cao đạo đức công vụ, xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cần đi vào thực chất, tránh bị hình thức chạy theo thành tích. Chúng ta cũng phải thẳng thắn nhìn nhận những cái giải pháp mà chúng ta nêu ra ở đây. Về mặt lý thuyết thì không có gì là sai. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta có những biện pháp cụ thể gì để chúng ta triển khai cái việc đấy và khi chúng ta đã đề ra rồi thì chúng ta tham mưu thực hiện nó như thế nào mới là quan trọng về công tác xây dựng đảng bí thư thành ủy nguyễn văn quảng đề nghị cái... sở kế hoạch và đầu tư thành phố phải quán triệt xem đây là một trong những biện pháp mang tính quyết định để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị đồng thời đề nghị đảng ủy sở dành thời gian quan tâm hơn đến công tác đảng vụ nền nếp sinh hoạt đảng khẩn trương sửa đổi quy chế làm việc của đảng ủy và các chương trình hành động đảm bảo tính chính xác, phù hợp. Bí thư Thành đảng ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị Đảng ủy khối các cơ quan thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát và quan tâm hướng dẫn Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư trong thực hiện các mặt công tác với mục tiêu chung là khắc phục những hạn chế, hướng đến hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả. Tất cả chúng ta đều hướng đến một cái việc rất là quan trọng. Đó là chúng ta khắc phục các cái hạn chế về công tác chính trị tư tưởng về thái độ làm việc, tinh thần trách nhiệm để làm sao hướng tới một cái sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với lại công chức của sở. Về nhiệm vụ chuyên môn, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố cần tập trung cả tiến mạnh mẽ thủ tục đầu tư cho doanh nghiệp, bố trí vốn xây dựng cơ bản phải đảm bảo khắc phục tình trạng dàn trải, cần tập trung vào những lĩnh vực mà nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố lần thứ 22 đã đề ra tránh tình trạng xin cho, nâng cao chất lượng thẩm định các chủ trương đầu tư và đặc biệt là đề cao trách nhiệm trong công tác lựa chọn nhà thầu, giám sát đấu thầu. Tôi đề nghị công chí phải đề cao cái trách nhiệm trong cái việc phê duyệt cái kế hoạch lựa chọn nhà thầu và cái giám sát trong đấu thầu. Đây là một trong những vấn đề tôi nói thẳng là đang có rất nhiều tiêu cực và ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả của công trình cũng như tiến độ Tôi đề nghị các ông chí phải coi đây là một trong những cái nhiệm vụ rất quan trọng. Chúng ta cần có những cái chế tài, cần có những cơ chế để giám sát trở lại các ban quản lý dự án. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố tiếp tục quyết tâm tập trung triển khai, tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố hoàn thành đúng tiến độ về yêu cầu của quy hoạch thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là một trong những yêu cầu hết sức quan trọng để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian đến. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố là đơn vị chủ trì, tích cực chủ động phối hợp với các sở ngành liên quan để tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắt trong kêu gọi đầu tư và thủ tục đầu tư. Đồng thời yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố phải rà soát, khắc phục, xây dựng quy chế nội bộ chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng đá bóng ra biên, gây khó khăn, lãng phí cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.